Hello tất cả các anh chị, hôm nay em hướng dẫn anh chị KIC thành công trên một cái sàn Coinbit, thành công 100% anh chị. Đầu tiên anh chị ghi tên, tên điểm, họ, rồi giới tính thì anh chị nam ghi nam cho nơi nữ, em không có nói lòng vòng nữa. Tháng thì anh chị thi tháng mấy thì ghi vô, từ 1 ở trên anh chị điểm xuống đó, của anh chị qua Google dịch anh chị. Rồi quốc gia anh chị sống ở đâu ghi vô, này anh chị biết rồi, thành phố là thành phố anh chị đang sống ở thành phố nào anh chị ghi vô anh chị. Địa chỉ đường là cái số nhà, địa chỉ đường là anh chị đang sống ở đâu đó anh chị. Anh chị ghi vô, như em sống ở tổ 5 ấp Thành Lợi xã Vĩnh Trung thì em ghi vô anh chị. Rồi địa chỉ đường phố là địa chỉ đường phố là hồi nãy đó anh chị. Rồi cái nhà ở này, ba cái này là anh chị nhiều anh chị thắc mắc nè. Nhà ở này là cái số nhà anh chị, anh chị ghi bằng số anh chị. Anh chị nhà anh chị số mấy anh chị ghi vô. Rồi cái số nhà này á, giao diện của anh chị thì ở ngoài thành thị này nọ, để là căn hộ chung cư anh chị. Anh chị cũng ghi bằng số vô anh chị. Khi nào nó nổi lên cái tích màu đỏ là không được anh chị. Anh chị ghi vô mà nó không có nổi tích màu đỏ là mới khớp anh chị. Rồi này chữ ship là ship code, này là mã bưu điện anh chị cũng biết rồi. Để em gọi anh chị bấm nút gỡ nha. Rồi sẽ nó qua giao diện thứ hai anh chị. Nó ra giao diện thứ hai này nè, là cái hộ chiếu. Hộ chiếu này là cái sổ hộ khẩu của gia đình anh chị đó anh chị. Anh chị lật ra cái trang của anh chị đó, tên của anh chị đó, rồi anh chị chụp vô anh chị. Rồi giấy chứng minh nhân dân anh chị chụp mặt trước mặt sau, là anh chị chọn hai tệp mới được anh chị. Cái chỗ phần này nè, anh chị chọn hai tệp liên tục mặt trước và mặt sau. Rồi giấy phép lái xe này cũng vậy luôn. Rồi nó xuống ở dưới phần là nó có một phần là hướng dẫn anh chị là cầm một tấm giấy và một tấm giấy chứng minh nhân dân. Anh chị nhớ ghi coi biết chấm gion anh chị. Rồi anh chị ghi bữa nay ngày mấy tháng mấy đó. Rồi anh chị nhớ ghi thêm là một chữ ký và tên anh chị. Anh chị ký tên vô, rồi anh chị ghi tên của anh chị thì anh chị ghi vô anh chị. Rồi anh chị là gỡ. Đây là bằng chứng em đã KC thành công nè anh chị. Anh chị nhớ KC thành công mới rút được tiền nha anh chị. Anh chị mà không KC là cũng như không, anh chị đăng ký mà bỏ là cũng như không, uổng lắm anh chị. Cái kèo này là rất ngon. Nè, đây em đã KC thành công, nó tích được cái dấu màu xanh nè anh chị. Nè, nó quậy quậy nè anh chị. Như vậy là xác minh nè. Sau khi anh chị KC là nó thanh toán, nó sẽ xác minh anh chị trong vòng 8 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ nha anh chị, là anh chị vô là có xác minh à. Rồi đây em review lại cho anh chị một chút, link hướng dẫn thì em cũng có để với cái phần mô tả và link đăng ký luôn anh chị. Anh chị sau khi hết 43 ngày 05 giờ nữa, anh chị mới được rút tiền nha anh chị, rút cái đồng CNB này về Việt Nam đồng anh chị, về BTC, về này nọ đồ Việt Nam đồng anh chị. Cái này thì nữa em làm video cho anh chị rút tiền về sau. Anh chị là 101 CNB là bằng 0,1 token, mà anh chị được 20.000 CNB đó, thử anh chị được nhiêu đô. Anh chị tính đi. Anh chị chia sẻ được một người nữa thôi là anh chị cộng được nhiêu đô nữa. Cái kèo này là rất ngon anh chị mà không chơi rồi thì uổng lắm anh chị. Mình kiếm tiền ăn Tết anh chị. Này là một cái sàn giao dịch thôi anh chị ơi, không có gì hết. Vậy video của em đến đây thì cũng đã hết, anh chị nào có thắc mắc thì cứ để lại comment bên dưới anh chị, em sẽ hỗ trợ anh chị KC hết mình luôn. Vì em đã KC thành công anh chị, nay bằng chứng em đưa cho anh chị coi đấy. Anh chị nhớ đăng ký ủng hộ giùm mà giúp em một sub, cứ đó là như là một món quà dành tặng cho em cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều luôn.